Cũng con cảm ơn cô Ngâm. Cảm ơn tụi con. Cảm ơn tụi con. Dạ. Còn trẻ mà có trái tim nhân hậu nha, mừng dữ lắm nha em. Rất dạ. Mừng. Lớn tụi con ước mơ làm gì? Con ước mơ làm gì? Hiện tại thì Ngân với lại chú Quang là đang ở mái ấm Bách Hoa Trang ở Tây Ninh nha mọi người. Thì mái ấm dưới này thì chỉ có 17 bé thôi. Thì hôm nay Ngân sẽ tặng cho mấy bé cái nhu yếu phẩm nè, sữa, rồi nước tương, bánh. Ngoài ra thì Ngân còn tặng cho mấy bé thêm mấy cái bộ đồ đi học nữa. Thì trước khi mà xuống dưới đây thì Ngân cũng đã tìm hiểu qua sơ sơ để mua cho vừa với mấy bé á mọi người. Ngân tìm hiểu về số đo của các em bằng cách là hỏi các cô dưới đây coi tầm tuổi bao nhiêu, cân nặng nhiêu, rồi Ngân sẽ lựa ra những cái bộ đồ đẹp nhất và size vừa nhất để cho các em. Ở đây thì các bạn nghe bách hoa trang có nghĩa là 100 loài hoa, thì mỗi bé là một cái hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà dù là hoàn cảnh như thế nào thì vẫn là một cái bông hoa đẹp. Nếu mà chúng ta biết cách dưỡng dục và chăm sóc các cháu từ nhỏ thì các cô ở đây là những cái cô rất là có cái tình cảm rất là đặc biệt với các cháu nhỏ, vì đã có một cái quá khứ tuổi thơ cũng rất là thiệt thòi, cho nên các cô rất là quan tâm và giúp đỡ cho các cháu. Mình thì cái giúp của mình ngày hôm nay nó cũng không là bao nhiêu so với những gì mà đóng góp của các cô cũng như là các mạnh thường quân khác, nhưng mà để dành cho một cái tour lưu diễn và dành thời gian đi xuống thì cũng muốn mang một cái niềm vui đặc biệt với các cháu ở đây. Thì các bạn xem coi sau khi các cháu có mặc một bộ đồ vô, các cháu có học giỏi lên hay không, và các cháu có một cái niềm vui như thế nào, thì chúng ta theo dõi tiếp video nha. Bị biến hình rồi ngồi xuống nha tụi con. 1, 2, 3. Biến hình. Vỗ tay. Một phòng lớn làm gì? Con nói đi. Cháu sĩ. Chúc cho mấy em có sức khỏe đầy đủ, vạn sự bình yên, để mấy em đạt được ước nguyện, rồi để mấy em đi chia sẻ nơi nào có hoàn cảnh khó khăn, dành cái tiếng cười cho những trẻ thơ bất hạnh. Dạ, con cảm ơn cô. Con nói như thế này nè, con cảm ơn hai cô đã tạo điều kiện cho tụi con quay những cái thước phim nho nhỏ cho các bạn ở trên trang mạng xã hội coi, để biết về máy ấm của mình. Cái đó là cái mục đích chính mà tụi con mỗi lần đi đâu làm từ thiện, tụi con muốn quay một cách chỉnh chu để người ta thấy được hoàn cảnh của từng nơi khác nhau. Ở đây không phải là quay để thấy một cái hoàn cảnh nghèo khổ hay cực nhọc gì hết, nhưng mà thấy được rằng các cô đã bỏ công sức ra, các mạnh thường quân đã bỏ công sức ra cho một cái mái che nó mát mẻ. Mình ngồi đây, các cháu có đồ đẹp, các cháu ngoan, các cháu được dưỡng dục giống như là 100 bó hoa mà các cô trông đợi. Có những người phụ nữ âm thầm như các cô ở đằng sau không có lên video. Nhưng mà mọi người phải biết cái chỗ này tên gì, ở chỗ nào, xong rồi mọi người có chuyến nào đó đi về Tây Ninh thì dành thời gian ghé qua đây chơi với các cháu, thăm các cô. Các cô phải có sức khỏe thì mấy đứa này nó mới khỏe được. Mừng với quý em ha. Còn trẻ mà có trái tim nhân hậu nha, mừng dữ lắm nha em. Rất là mừng cô. Tụi con thì những cái quà này nó rất là nhỏ lắm so với cái đóng góp mà các cô. Cho nên là chắc tụi con sẽ cố gắng làm sao để cho mọi người biết đến chỗ này nhiều nhất. Thế là hôm nay em Ngân đã hoàn thành xong một cái tâm nguyện trong năm nay, đó chính là được đi thiện nguyện vào ngày countdown vào cuối năm mọi người ạ. Và cũng rất là may mắn là em Ngân đi. Đây là chuyến từ thiện cuối cùng trong năm 2023. Quang và Ngân đã làm được một cái việc là cứ mỗi lần đi đến một cái show diễn nào đó ở tỉnh thì tìm hiểu xem coi nơi đó có những cái máy ấm hay là một cái nơi nào đó cần giúp đỡ hay không, và đã thực hiện được tất cả, hầu như luôn tất cả các show diễn, chỗ nào có các trẻ em thì đến giúp và cho một ít quà cho vui. Và làm được điều đó thì Quang hy vọng rằng cái làm này của mình sẽ mang lại một cái niềm vui, một cái niềm hoan hỷ cho Quang và Ngân, và cũng như là mang lại may mắn cho, thậm chí cho Quang và cho các bé cơ nhở cảm thấy vui hơn trong cái năm 2023. Hy vọng rằng năm 2024 Quang và Ngân sẽ phá kỷ lục, đi được nhiều hơn nơi hơn nữa, và có nhiều hình ảnh để cho các bạn biết những máy ấm như thế nào, họ chăm sóc các cháu ra sao, cái quy trình của họ làm sao để cho một cái tương lai của các cháu cơ nhở phải giống như tất cả những các bé mà có những hoàn cảnh khác cũng được vui, cũng niềm vui cũng bình thường hết nha mọi người ạ. Quay là không phải để cho mọi người thấy là người ta khổ hay là cái gì hết, mà là Ngân với chú Quang là thích quay để cho mọi người biết tới cái nơi mà Ngân với chú Quang đến thiện nguyện nhiều hơn. Và hy vọng rằng là các mạnh thường quân chưa biết đến những cái nơi mà Ngân với chú Quang đã từng đến như thế này, thì Ngân mong là sẽ có nhiều mạnh thường quân ghé đến và giúp đỡ được nhiều bé hơn.